Chào các bạn, hiện tại mình đang quay là cái bộ vỏ của con Vivo Y91C nha các bạn. Hiện tại bộ vỏ này bên mình có 3 màu, màu xanh, màu đen với màu đỏ các bạn. Màu xanh, màu đen, màu đỏ. Thì trong quá trình mà các bạn xài mà có làm bể vỏ hay là cắn mớp xấu, các bạn muốn thay vỏ thì mình đang có sẵn hàng. Con này thay thì thời gian tầm thay khoảng 2 đến 3 tiếng nha các bạn. Rồi những bạn ở xa mà không có điều kiện tới thay thì các bạn cứ mua về cho tiệm nhờ kỹ thuật thay nha các bạn. Thì các bạn cứ liên hệ số điện thoại ở bên trên, bên mình sẽ tư vấn các bạn. Vỏ này là vỏ full nha các bạn, có cam mắt, camera rồi nút home. Không có nút home, có nút nguồn nha các bạn. Nút nguồn, nút volume đầy đủ. Ba màu nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.